Xin chào cô chú anh chị. Em nhân xin kính chúc cô chú anh chị một tuần mới làm việc thật là hiệu quả và gặp nhiều may mắn nha cô chú anh chị. Ngày hôm nay em nhân sẽ tiếp tục giới thiệu cho cô chú anh chị những chiếc xe qua sử dụng tại Toyota An Thành Fukushima. Trước khi đến với những chiếc xe đó thì em nhân xin nhắc lại, Toyota An Thành Fukushima đang rất cần thu thêm những dòng xe qua sử dụng để phục vụ nhu cầu quý cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị nào có nhu cầu muốn đổi xe cũ, lấy xe mới hoặc là bán luôn thì liên hệ với em nhân. Em nhân có để số hotline bên dưới thì cô chú anh chị mình gọi vào sẽ có đội ngũ tư vấn của Toyota An Thành Fukushima sẽ hỗ trợ định giá cũng như là xuống nhà xem xe cho cô chú anh chị mình nha. Thì ngày hôm nay em nhân sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị một chiếc xe 7 chỗ cũng khá là hot trên thị trường hiện nay. Hy vọng rằng sau khi cô chú anh chị mình xem được clip này sẽ ủng hộ em nhân. Thì trước khi đến với xe đó thì em nhân xin nhắc lại là hai chiếc Fortuner của em đã bán rồi nha cô chú anh chị. Đầu tiên là chiếc Fortuner hai cầu này, hai cầu máy dầu đời 2018 nè, xe nhập đã bán rồi, chỉ đợi khách lên lấy về thôi. Xe này thì bán về Sài Gòn. Còn cái chiếc Fortuner 2020 màu trắng ngọc trai này, biển thành phố nè, chiếc này thì em nhân cũng đã bán rồi, bán về Cà Mau. Thì ngày mai sẽ lên công chứng rồi giao hồ sơ lấy xe về Cà Mau thôi. Đó, thì chiếc màu trắng này đã bán nha cô chú anh chị. Thì nhiều cô chú anh chị hay hỏi em nhân xe này bán chưa, giá bao nhiêu, thì thông qua clip này em nhân cũng trả lời cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đó, thì cô chú anh chị mình nhìn lại một lần nữa. Nếu mà cô chú anh chị nào đang xem clip này mà quan tâm đến Fortuner thì khi nào có em nhân sẽ quay lên cho cô chú anh chị mình xem. Và cái chiếc xe mà ngày hôm nay em nhân muốn giới thiệu cho cô chú anh chị mình nằm ở đây. Dạ, đó là Innova. Nhưng mà đây là bản đặc biệt nha, bản Venturer, phiên bản giới hạn dành cho đa số là khách gia đình. Phiên bản đặc biệt thì nó sẽ có cái màu đặc biệt là màu đỏ. Thì tất cả các dòng Innova chỉ duy nhất phiên bản Venturer này mới có màu đỏ luôn nha cô chú anh chị. Thì xe này xuất xứ là ở Tiền Giang. Tiền Giang đời còn rất là mới, 2022 nha cô chú anh chị, 2022 luôn nha. Thì em nhân sẽ lúc nào em cũng muốn quay cái này cho cô chú anh chị mình xem. Thì cái đăng kiểm nè, đó, tới tháng 12 2024 mới hết hạn. Tuy nhiên cái phí đường bộ thì chắc khách hàng mua chỉ một năm thôi, là tới tháng 6 2023. Thì suy ra là xe này mới đăng ký lần đầu là tháng 6 2023 cô chú, xin lỗi, tháng 6 2022 nha cô chú anh chị. Thì một chủ duy nhất từ đầu. Ở xe được trang bị rất là nhiều cái đồ chơi nha. Em nhân sẽ quay từ bên trong, từ bên ngoài cho tới bên trong cho cô chú anh chị mình xem. Thì trước mắt là chúng ta thấy màu sơn là zin 100%, chưa có làm lại gì hết nha cô chú anh chị. Bốn bánh là còn mới nha. Đó, bật mí luôn cho cô chú anh chị, xe này mới đi có mười mấy ngàn cây à. Lấy em nhân quay bên trong cho coi nha. Đó, trước đầu xe thì tất cả là zin hết. Đèn, hệ thống đèn là zin hết. Thì xe này nó đặc biệt hơn bản thường là nó có bộ body kit ở ngoài cô chú anh chị, nhìn nó sẽ thể thao hơn nha. Còn Innova bản thường là không có đâu. Thì ở bên ngoài này chúng ta có thể thấy là xe này được trang bị là dán phim cách nhiệt nè. Đó, dán phim cách nhiệt nha. Phim cách nhiệt này là của Toyota An Thành cung cấp luôn nha cô chú anh chị. Đó là thương hiệu của Luma. Thì xe này là mua tại Toyota An Thành luôn nha cô chú anh chị. Mua tại Toyota An Thành luôn. Đó, đây là phía sau xe. Venturer duy nhất, em nhắc lại nha, Innova chỉ có dòng Venturer này mới có màu đỏ thôi nha. Thì nó sẽ phù hợp với cô chú anh chị nào đi gia đình nè, hoặc là những anh chị nào thích một chiếc xe màu đỏ. Nhiều xe thường á, mấy xe nhỏ nhỏ ví dụ như Vios nè, Altis nè, hay là Cross hay là Camry á, thì thường nó sẽ có những cái màu đỏ, màu sặc sỡ. Nhưng mà đối với những cái xe bự như Fortuner, Innova nó ít có màu đỏ lắm, đặc biệt là Fortuner là không có màu đỏ luôn. Riêng cái Innova thì Toyota họ cung cấp một cái dòng là Venturer là có màu đỏ thôi nha. Cho nên là cô chú anh chị nào thích màu đỏ, một chiếc xe rộng rãi đi gia đình 7 chỗ, 8 chỗ thì lựa chọn em này là phù hợp nhất nha cô chú anh chị. Đó. Thì đó là bên ngoài xe. Ở bên ngoài xe thì em nhân sẽ quay cho cô chú anh chị mình xem cái động cơ ha. Thì nó cũng còn rất là mới cô chú anh chị. Và đây là khoang động cơ của xe cô chú anh chị. Đó, em quay thì thật sự mà nói thì xe này mới mua mấy tháng à. Cho nên là về máy móc thì cũng không có gì để nói hết. Thì em nhân nhắc đi nhắc lại clip nào cũng nói là khi mà Toyota An Thành Fukushima thu xe như vậy á thì đảm bảo là xe không có đâm đụng mà nó cấn đụng tới mà khung sườn. Đó, thứ hai là không có ngập nước, thứ ba là không tua đồng hồ km. Đó là những cái cam kết của Toyota An Thành Fukushima từ khi thu vào cho nên bán ra cho khách hàng. Cho nên là khi cô chú anh chị mình mua xe thì hãy an tâm những cái vấn đề đó nha cô chú anh chị.
Thì xe qua sử dụng á, thì người chủ cũ họ chạy, thì chạy ngoài đường thì bảo đảm sẽ có những cái chày xước nhỏ nhỏ, thì cái đó mình không nói. Còn đối với những cái chiếc xe mà nó gọi là bị đâm đụng, những cái xe mà ảnh hưởng tới những cái khung như thế này đó, những cái khung sườn như thế này đó, thì sẽ không mua nha, sẽ không mua. Thì khi mà đã về tới đây rồi là bảo đảm thì không có những cái chuyện đó nha cô chú anh chị đó. Còn rất là mới nha cô chú anh chị, không tì vết luôn nha. Nhìn cái khoang động cơ là nhìn đúng đã đúng không ạ? Thì tất nhiên là khi mà thu về thì bộ phận chăm sóc xe sẽ dọn rửa sạch sẽ hết. Khi mà cô chú anh chị mình lấy về là nó sạch như vậy luôn nha cô chú anh chị. Xe nào cũng vậy. Rồi tiếp tục em Nhân sẽ đi vào bên trong để quay cho cô chú anh chị mình xem. Thì ở trong đây cái đầu tiên em Nhân muốn quay cho cô chú anh chị mình đó là cái này đây. Đây, cái số km đã đi nè, 12.592 km. Đó, 12.592 km là số xe đã đi nha. 6 tháng. Đó, khoảng 6 tháng đi là từ tháng 6 2022, hơn 6 tháng chứ. Rồi, bên trong này thì vị chủ cũ cũng trang bị khá là nhiều đồ chơi á. Đầu tiên là có cái này nè cô chú anh chị. Đó, cái màn hình ốp gương nha. Để mở lên nè. Đó, cái này gọi là cái màn hình G79 của Vietmap. Đó, thì cái này nó sẽ hiển thị camera lùi nè, hoặc là nó chỉ đường nè, rồi nó hỗ trợ mình cảnh báo tốc độ giao thông đầy đủ hết luôn. Nó giống như một cái cam hành trình. Đó, cô chú anh chị mình nhìn nó sắc nét hơn mà. Tiếp theo, ở dưới này cũng trang bị thêm nữa nè. Cái này là cái màn hình Lenovo. Đó, Lenovo này thì nó sẽ có gắn SIM, có 4G, cô chú anh chị mình có thể dẫn đường nè, nghe nhạc nè, nghe điện thoại, nghe radio, và đặc biệt mình có thể xem phim thông qua YouTube nha, ứng dụng YouTube ở trên này. Thường mấy xe mà màn hình zin á thì mình khi mà mình chạy á nó sẽ không có xem được clip đâu. Còn đối với những xe này thì họ đã trang bị cái màn hình riêng ở ngoài, mình có thể xem được cái YouTube trên những ứng dụng giống như là cái điện thoại Android của mình á, nó chạy hệ điều hành Android. Đó. Cô chú anh chị mình thấy tiện không? Xài cái màn hình này lên vừa chạy mà người ngồi bên cạnh có thể xem mấy chương trình giải trí khi mà đi trên xe. Thì tất nhiên là cái bản Venturer là phiên bản số tự động của chú anh chị. Đây, trang bị hộp số tự động 6 cấp. Và với khối động cơ là 2 lít nha cô chú anh chị, 2 lít. Đó, số tự động 2 lít. Và bên trên này nè, nó có cái la phong trần nữa nha cô chú anh chị. Đó, vì chú cũ họ cũng trang bị sẵn cái la phong trần nè. Có đèn nội thất cũng khá là đẹp. Và không thể thiếu đó là cái chảy sàn. Cái chảy sàn nha cô chú anh chị. Nói chung là cái lợi thế của xe qua sử dụng á, là khách cũ á, chủ cũ họ đã trang bị sẵn rồi. Trang bị sẵn là chúng ta mua về chúng ta xài luôn. Còn thôi thì mình trang bị thêm một số nào món nào cần nữa thì mình trang bị thêm thôi. Đó là hàng ghế thứ hai. Thì nói về độ rộng rãi là Innova là nhất rồi cô chú anh chị. Nó rất là rộng rãi, thoải mái. Chở được 8 người nha, trên đăng kiểm là 8 người nha. Băng này 3 người, băng sau 3 người. Có bàn để ly nước hoặc là trong lúc đi có thể làm việc được ha cô chú anh chị, bằng ăn bằng làm việc. Đó, đó là cái hàng ghế thứ hai. Thì ở sau cốp này em Nhân sẽ mở lên cho cô chú anh chị. Đây, đó cốp xe đây. Thì nếu mà cô chú anh chị mình đi khoảng chừng 5 người đó, thì chúng ta gặp cái hàng ghế thứ hai lại, hàng ghế thứ ba lại để chúng ta để đồ nhiều hơn. Còn nếu mà đi full chỗ thì chúng ta phải dựng lên như thế này. Đó, dựng lên như thế này. Thì ở đây nó sẽ có một cái áo chùm, áo chùm sẵn của khách cũ luôn. À, của chủ cũ họ, khi em bán xe họ bán đưa để luôn cái áo chùm. Thì mới đi mười mấy ngàn cây thì chắc ăn là cái bánh sư cua là chưa có hạ xuống anh cô chú anh chị. Chưa có hạ xuống. Chạy lớp là còn mới ha, còn mới. Đó. Rồi, đẩy lại. Đây ha cô chú anh chị. Thì giá em này bán bao nhiêu? Cô chú anh chị mình đợi em tí, em sẽ đóng này lại và em quay lại cho cô chú anh chị mình xem. Dạ, thì giá em này hiện tại Toyota An Thành Fukushima đang muốn bán giá này là tầm khoảng 840 cô chú anh chị. 840 cho em này. Đời em nhắc lại nha, đời 2022. Sản xuất 2022, xe này thì lắp ráp trong nước nha cô chú anh chị. Lắp ráp tại nhà máy ở Vĩnh Phúc. Thì em Nhân quay cái này cho cô chú anh chị mình xem nè. Đó, cô chú anh chị mình thấy không? Đời sản xuất là 2022 nè.
Fortuner Innova Ventura. Rồi vậy nha, cô chú anh chị nào có nhu cầu muốn mua xe này thì liên hệ với em Nhân qua số hotline bên dưới. Và em Nhân xin nhắc lại, bên em Nhân đang rất cần thu thêm những dòng xe qua sử dụng, đặc biệt là thu cũ, đổi mới. Thì cô chú anh chị nào có nhu cầu liên hệ em Nhân nha. Em Nhân xin kính chào.